Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ đầu năm đến nay, huyện Ngọc Hiển có gần 300 trường hợp nhiễm bệnh sốt xuất huyết và trên 200 ổ dịch. Tình hình bệnh diễn biến phức tạp, số ca mắc bệnh tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. Thời gian qua, do ngành y tế tích cực tuyên truyền nên người dân đã có ý thức trong phòng chống bệnh. Khi có dấu hiệu nhiễm sốt xuất huyết đã đến cơ sở y tế để kiểm tra và điều trị kịp thời. Trung tâm y tế huyện đã chuẩn bị giường bệnh, trang thiết bị y tế, thuốc điều trị nhằm chủ động ứng phó với tình hình dịch đang tăng nhanh. Song song đó, ngành chuyên môn các xã thị trấn cũng tăng cường giám sát dịch bệnh, phân bổ hóa chất diệt muỗi, tăng cường hoạt động truyền thông vận động người dân tham gia diệt lăng quăng, bọ gậy, dọn dẹp nhà cửa để loại bỏ muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết. Thưa quý vị, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, có đến 5.221 người tử vong cùng 6.140 người bị thương tật. Vợ mất chồng, con mất cha, người đang khỏe mạnh trở thành tàn phế. Hậu quả của những vụ tai nạn giao thông là vô cùng nặng nề. Tai nạn giao thông để lại nỗi đau dai dẳng và bài học cảnh tỉnh cho những người đang sống. Năm 2012, anh Nguyễn Văn Gấu, sinh năm 1989, ở ấp 7, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, khi điều khiển xe máy trên quốc lộ 63 đã đụng phải một người. Do không được cấp cứu kịp thời nên anh Gấu đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi anh mất, người vợ mới cưới 20 ngày trước đó đã lấy chồng khác. Mẹ anh Gấu là bà Nguyễn Thị Qua, 69 tuổi, hiện đang sinh sống một mình trong căn nhà ở tạm trên phần đất của hàng xóm và gặp rất nhiều khó khăn do bệnh tật, đau yếu. Thì ở đây nhà, ở nhà đây nè, vô mà cúng cho ngoại nó ăn thanh minh đó, rồi chạy đi ngoại thì chạy đi như đi rước anh đó, chạy đi ngang đó, đi ngang chỗ cái nó đụng đó, rồi nó chạy ngang rồi ở trong không biết làm sao đó, rồi tung ra đó, rồi té mấy cả mấy tiếng đồng hồ ngoài này mới hay, để nhỏ tàn tạ gì đó, bắt đầu nhỏ ra nhỏ hết biết nhỏ rồi, rồi tự mình đi ơn đó, chạy tùm lum tùm la hết trơn á, rồi tới chiều cái nhỏ muốn chết rồi, đâu còn sống nữa đâu mà sống, phải nuôi được nó không, nó nổi nữa nó bỏ nó, quá trời tôi khóc mấy chú ơi, tôi khóc bây giờ mắt tôi hư hết con đó mấy chú. Khoảng 6 tháng trước, trong lúc đang đi bộ trên đường, anh Lê Văn Khởi, sinh năm 1978, ở ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, bị người điều khiển xe gắn máy đụng vào. Vụ tai nạn khiến anh Khởi nằm liệt giường và khả năng phục hồi hầu như không có. Trong khi đó, chi phí điều trị cho anh đã hơn 100 triệu đồng. Kinh tế gia đình vốn đã khó, nay càng khó khăn hơn. Anh đi làm về, rồi anh dẹp đồ cho trong kho, anh qua lộ. Ở trên Cà Mau về, có đứa em gái nó mới tông. Rồi bây giờ nằm ở dưới bệnh viện, bác sĩ mới nói á, giờ nằm để thở thôi, chứ không có tương lai gì hết. Cái bác sĩ mới thường, bác sĩ phẫu thuật đem xuống cổ. Bây giờ tình trạng sức khỏe con rể tôi thì nó không có hồi phục được, bởi vì là nó không còn hơi thở, thở bằng máy không à. Rồi bây giờ là cũng nhờ là ở bệnh viện Cái Nước, bây giờ cũng quan tâm đến con tôi là cái ngậm cái ống thở, thở máy trong họng mà, nhưng bây giờ bác sĩ cũng quan tâm là bây giờ đã mổ xuống dưới cái cổ, đem cái ống hơi xuống dưới cổ thì con tôi nó cũng vẫn đỡ, mà những cái chắc cũng không còn tương lai. Bởi vì là bác sĩ có nói rằng là nằm thì nằm vậy chứ chừng nào kiệt sức là mất, chứ không có đường tương lai. Tai nạn giao thông là vấn nạn nhức nhối của xã hội. Tai nạn giao thông, nỗi đau của mọi người, mọi nhà. Những khẩu hiệu ấy đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nhưng không phải ai cũng nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của nó. Chỉ có các nạn nhân, người còn giữ được mạng sống nhưng phải mang thương tật suốt đời, hoặc thân nhân của những người bị tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng mới thấm thía.
ngư dân huyện Ngọc Hiển đang tất bật chuẩn bị ngư lưới cũ để khởi động cho vụ cá khoai năm nay. Theo người dân, những ngày qua trời trở gió chướng, biển êm, rất thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt cá khoai. Tại các cửa biển Rạch Gốc, Bồ Đề, Rạch Tàu có hơn 50 phương tiện ra khơi đánh bắt. Do mới bắt đầu bước vào vụ nên cá khoai còn nhỏ, lượng cá chưa nhiều. Tuy nhiên, do đầu vụ nên cá khoai hút hàng, giá cá tăng hơn so với mọi năm. Tùy theo kích cỡ, dao động ở mức từ 75 đến 100 ngàn đồng một ký. Trừ chi phí, mỗi phương tiện lãi từ 3 đến 5 triệu đồng sau một ngày đánh bắt. Giá cá tăng cao nên nhiều ngư dân địa phương phấn khởi mua sắm thêm ngư lưới cụ để ra khơi đánh bắt. Các cơ sở thu mua cá nguyên liệu để chế biến khô cá khoai nhằm đáp ứng các đơn hàng dịp Tết. Thưa quý vị, còn gần 2 tháng nữa đến Tết Nguyên đán 2023, tuy nhiên do không có đơn hàng và thiếu nguyên liệu sản xuất, nên nhiều doanh nghiệp ở các tỉnh có khu công nghiệp, khu chế xuất buộc phải cắt giảm lao động. Điều này dẫn tới hàng ngàn công nhân mất việc làm, trong số này có nhiều lao động Cà Mau. Công tác hỗ trợ tìm việc làm cho lao động cuối năm đang được triển khai thực hiện. Hiện tại, các doanh nghiệp giày da, may mặc được đánh giá là lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất do biến động của thế giới, nhất là những bất ổn ở một số nước châu Âu. Trước thực trạng này, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội đẩy mạnh giải quyết các thủ tục về bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ công nhân kịp thời, đồng thời kết nối người lao động với những doanh nghiệp trong tỉnh đang có nhu cầu tuyển dụng. Với bảo hiểm đây là rút tiền, thôi vậy rồi. Cũng lớn tuổi rồi, cũng hơi kém sức khỏe. Thấy lớn tuổi rồi, nó cũng không quan tâm tới nó, sa thải mất. Tính nghỉ rồi, rút tiền về xây sở gia đình. Tiến hành rà soát các trường hợp khó khăn để có chính sách hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là tìm việc làm, tạo thu nhập cho người lao động. Đây là những công việc được ngành lao động nỗ lực thực hiện khi Tết Nguyên đán sắp tới. Tại các xã đều được bố trí điểm tư vấn hỗ trợ thông tin tìm việc làm cho người lao động có nhu cầu. Qua đó, lao động bị mất việc hay những lao động nông nhàn mong muốn tìm công việc đều được tư vấn hỗ trợ. Thì ở đây là chủ yếu là nghe xã thông báo các ấp, rồi các ấp Mỹ thông báo các trưởng ấp đó, thông báo với các mà dân. Rồi nên á, rồi có nên mới biết cái công ty này. Tại vì ở trong đây á, thì vùng sâu vùng xa nên nó nhờ ủy ban xã nè vận động các chị em mà cũng có công việc làm ăn cũng thuận tiện cho việc đi gắn ở gần á. Nên nó không có tiền lương ổn định. Sau dịch có những thời điểm các doanh nghiệp phục hồi gần như toàn bộ dây chuyền sản xuất và đã xảy ra tình trạng thiếu lao động cục bộ. Điều này cho thấy các tỉnh thành ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam không thể thiếu vắng người di cư dù trong thời gian ngắn hạn. Do vậy, số lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thất nghiệp tuy có tăng nhưng nhu cầu tuyển dụng lao động cuối năm vẫn đầy hứa hẹn. Đây cũng là cơ hội cho người lao động mất việc có thể tìm được công việc mới phù hợp với mình. Thì Sở Lao động cũng tổ chức các cái sàn giao dịch việc làm gặp trực tiếp giữa doanh nghiệp và người lao động. Để họ tuyển dụng lao động và người lao động tìm kiếm được việc làm. Và đồng thời thì ngành lao động cũng tăng cường cái công tác xuất khẩu lao động để mời gọi các doanh nghiệp, những doanh nghiệp có uy tín về đây để tuyển cái lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thực hiện 3 chỉ tiêu chính, bao gồm giải quyết việc làm, tỷ lệ lao động qua đào tạo và tỷ lệ hộ nghèo giảm tối thiểu 0,5%. Kết quả dự báo cuối năm 2022, các chỉ tiêu vừa nêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dự kiến cuối năm nay, công tác giải quyết việc làm là 28.000 người đạt kết quả đề ra và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 53%. Tỷ lệ giảm nghèo của tỉnh vào dịp cuối năm nay sẽ đạt 0,5%. Tối 27 tháng 11, tại quảng trường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, long trọng tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ Quài Lang năm 2022 với chủ đề Bạc Liêu kết nối tinh hoa di sản và khát vọng phát triển.
Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội Dạ cổ Hoài Lan năm 2022 là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kỷ niệm 25 năm ngày tái lập tỉnh Bạc Liêu 1 tháng 1 năm 1997, 1 tháng 1 năm 2022. Ngày hội được tổ chức trong 3 ngày từ 27 đến 29 tháng 11 năm 2022, cùng một số nội dung diễn ra trước ngày khai mạc với 14 hoạt động đa dạng phong phú, quy mô khá lớn, có sự góp mặt của hơn 500 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước. Bạc Liêu được biết đến là một trong những cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, loại hình di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO vinh danh, quê hương ra đời bản Dạ cổ Hoài Lan của cố nhạc sĩ Cao Văn Lậu. Bản nhạc lòng bất hủ đặt nền móng cho sự phát triển của loại hình âm nhạc giọng cổ và nghệ thuật sân khấu cải lương hiện nay. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho cán bộ phụ nữ tại các địa phương trong dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành tổ truyền thông cộng đồng. Đây là lớp tập huấn thứ 3 được triển khai. Tham gia lớp tập huấn có hơn 40 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ của các địa phương thuộc dự án tại hai huyện Thới Bình và Trần Văn Thời. Trong 3 ngày tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật các kiến thức tổng quan về mô hình tổ truyền thông cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch truyền thông nhóm nhỏ, thực hành tổ chức buổi truyền thông theo từng nhóm. Đồng thời, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng và thực hành viết tin bài truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở cấp xã. Dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng Đồng bào Dân tộc Thiểu số và Miền núi giai đoạn 1 năm 2021-2025. Tại tỉnh Cà Mau có 29 xã thuộc 7 huyện gồm Cái Nước, Đầm Dơi, Nam Căn, Phú Tân, U Minh, Thới Bình và Trần Văn Thời nằm trong dự án. Chiều hôm qua, đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp cùng đoàn phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau tổ chức cuộc thi rung chuông vàng nhân tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới dành cho các em thiếu nhi tại làng trẻ em SOS và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau. Hoạt động diễn ra trong không khí sôi nổi được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các em đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại làng trẻ SOS và Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cà Mau. Trong đó, có 40 thí sinh tham gia thi rung chuông vàng. Các em thử sức qua hơn 30 câu hỏi, từ đó tìm hiểu về tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao 3 giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh tại cuộc thi rung chuông vàng, trao giải phụ xử lý tình huống, tặng quà cho các em tham gia hoạt động. Thưa quý vị, người con gái thứ hai trong vụ ba con gái đổ xăng đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên đã tử vong. Hiện gia đình đã lo xong hậu sự. Chị Đỗ Thị Đê sinh năm 1988 tử vong sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện. Chị Đê là người con gái thứ hai trong vụ việc ba con gái mang xăng đốt nhà mẹ ở xã Trung Hòa ngày 30 tháng 10 vừa qua gây xôn xao dư luận. Trước chị Đê, người con gái cả trong gia đình đã tử vong sau gần 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10, ba con gái của bà Vũ Thị Đều, sinh năm 1961, mang theo một can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều, đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả bà Đều và ba cô con gái bị thương phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 50 triệu đồng. Bản tin trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.